lòng tri ân cha. Trong cái khoảng thời gian hơn 10 năm, cha đã về giúp đỡ giáo xứ chúng con. Và trong ngày hôm nay, anh em chúng con qua đây thì cũng không có gì hơn ngoài vấn đề mà hiệp ý cầu nguyện cho cha. Con xin được giới thiệu anh Đoàn Viên. Anh Đoàn Viên của ca đoàn giáo xứ chúng con đến đây sẽ cống hiến và giúp vui trong ngày hôm nay với cái bài Khát Vọng. Và xin mời anh Đoàn Viên. Kính thưa quan khách, thì tôi thì cũng không lời lẽ không được như cha phó lúc nãy, nhưng mà một lần nữa thì xin được hưởng ứng nồng nhiệt với anh Đoàn Viên. Xin quý vị một tràng pháo tay thật to để cổ vũ anh Đoàn Viên. Xin cảm ơn. Xin gửi đến quý cha và đặc biệt là cha Phêrô hôm nay bài hát Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin mời cùng nghe.
để thấy đời mênh mông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.